Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 của chúng tôi sẽ xin gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe ở cái phân khúc hạng A và là cái phiên bản hatchback. Đó chính là chiếc xe Hyundai Grand i10. Đây là chiếc xe Hyundai Grand i10 bản 1.2. Chiếc xe được sản xuất và lắp ráp trong nước và được sản xuất năm 2019. Đây là một chiếc xe siêu lướt, xe được đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội. Đây là cái bản full option, cho nên là xe đã được trang bị đầy đủ option hết tất cả rồi. Từ khóa thông minh, đèn nổ start top cho đến đèn gầm, la răng đúc, tất cả đã được đầy đủ hết rồi. Cho nên bản này nó gọi là bản full option hoặc là bản 1.2 phiên bản hatchback đấy ạ. Chiếc xe này rất là đẹp, không có gì để nói nữa vì là nó không khác gì một chiếc xe mới ạ. Tôi sẽ quay chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem. Đây là cái phần ba đợt sốc trước của xe. Và trên xe này cũng có vài điểm xước sát rất là nhẹ nhàng thôi. Rồi chủ xe đi để lại. Đây là cái phần ba đợt sốc sau của xe. Ba đợt sốc sau của xe tuy cũng có vài phần xước sát, nhưng mà nó đã lăn bánh ở ngoài đường rồi, cho nên là nó xước sát thì không thể tránh khỏi được ạ. Và xe cũng đã được trang bị là cả cái camera lùi đấy, tất cả vào đây. Đây là chiếc xe Hyundai Grand i10 và là cái bản 1.2. Đây đúng như các bạn, đó chính là bản 1.2 trang bị cảm biến lùi, camera lùi, đây cảm biến lùi đấy ạ. Bộ đèn pha của xe đây ạ, bộ đèn pha thì rất là mới rồi ạ. Nó còn không khác gì một chiếc xe mới ạ. Xi nhan cũng đã được tích hợp lên chiếc gương chiếu hậu này rồi ạ, và gương chiếu hậu là gương cầm điện. Đây là cái phần khóa thông minh của xe đây ạ. Khóa thông minh này, chạm tay mở cửa này. Và chủ xe cũng đã rất là cẩn thận này, ốp các tay nắm cửa rồi ạ. Tất cả các tay nắm cửa này, chủ xe cũng đã ốp hết lên rồi, rất là cẩn thận để chống xước đây ạ. Đây là chống xước, chủ xe đã ốp hết lên cái phần tay nắm mở cửa này. Là bản full cho nên xe đã được trang bị la răng đúc, và la răng đúc của xe đây ạ, la răng đúc nguyên bản của xe. Và đây là cái lốp của xe đây ạ. Cái lốp của nó thì còn rất mới, rất đẹp như này đây. Lốp xưa vua chưa hạ lắp nữa, tôi sẽ quay lốp xưa vua cho quý vị bạn cùng xem. Đây là cái đít lốp của xe đây ạ. Chiếc xe được lốp được sản xuất năm 2019. Đấy, tất cả còn nguyên hết đấy, tất cả còn nguyên bản và còn rất là mới ạ. Phanh đĩa thì cả bốn bánh thôi đây. Đây là phanh đĩa cả bốn bánh. Lát nữa tôi sẽ quay cái lốp xưa vua cho quý vị các bạn cùng xem. Phanh đĩa cả bốn bánh đấy, đấy là bánh sau, còn đây là bánh trước đấy. Bánh trước cũng còn nguyên bản là rất đẹp mới như vậy đấy. Đây, tôi sẽ quay cho quý vị các bạn xem về cái lốp sơ cua của xe đây ạ. Tất cả lốp sơ cua này, bộ đồ nghề, lốp sơ cua và bộ đồ nghề kích này, tất cả còn nguyên và chưa sử dụng một lần nào cả. Đây là cái lốp sơ cua đấy, còn rất là mới ạ. Quý vị và các bạn mua chiếc xe này thì nó không khác gì một chiếc xe mới luôn ạ. Đây là cái phần cốp sau, hiện là tôi sẽ quay phần cốp sau cho quý vị các bạn cùng xem luôn ạ. Ốc của cốp sau, tất cả cái ốc này của nó cũng còn nguyên bản ạ.
Điều này là chứng tỏ là chiếc xe chưa có đâm đụng hay là chưa có ngập nước gì cả. Có nhiều người là tại sao thắc mắc là chiếc xe này đi ít thế mà chủ xe đã bán rồi. Và thực ra đây là một chiếc xe mà tôi đến tận nhà chủ xe để mua đấy ạ. Vì là chủ xe cũng nói là chồng mua cho vợ để đi, nhưng mà vợ không có nhu cầu sử dụng mấy vì đi làm ở gần ngay nhà. Nhìn về cái phần ngoại thất của chiếc xe thì còn rất là mới, tuy có đôi chỗ xước sát, nó cũng chỉ gọi là xước sát theo kiểu là xước lông mèo thôi, cho nên chúng tôi cũng không đánh bóng mà cũng không làm gì cả, để nó còn là nước sơn nguyên bản của xe đấy ạ. Chiếc xe này tất cả còn nước sơn 100% là nguyên bản, chưa sơn lại một chỗ nào cả, chưa có một vết sơn mới nào cả, tất cả là còn nguyên bản của xe đấy. Chiếc xe này từ nhà máy ra như thế nào thì nó còn nguyên như thế vậy, chỉ được trang bị thêm biển số thôi ạ. Và chiếc xe này đăng ký biển Hà Nội rồi, cho nên bây giờ quý vị và các bạn có thể sang tên trong Hà Nội này thì không mất tiền biển và tiết kiệm được rất là nhiều ạ, vì có 2% thuế trước bạ nữa thôi. Cho nên là quý vị và bạn có thể yên tâm để mua chiếc xe này sử dụng vừa bền, vừa tốt, vừa như mới mà lại tiết kiệm được rất là nhiều tiền ạ. Về cái phần ngoại thất thì rất là ok rồi, nước sơn còn nguyên bản, tất cả còn nguyên bản, cho nên là tôi cũng không giới thiệu về quý vị và các bạn về cái phần keo chỉ hay là về cái phần đâm đụng hay va chạm gì nữa nhé. Vì là nước sơn mà còn nguyên bản, bên ngoài nó còn nguyên bản như vậy thì bên trong nó còn nguyên bản là cái điều đương nhiên ạ. Và sau đây thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn xem về cái phần nội thất của chiếc xe. Đây là chiếc tab đi cửa trước bên lái ạ. Và đây là cái cụm điều chỉnh lên xuống kính đấy ạ. Gương đã được tích hợp là gương chiếu hậu là gập điện rồi đấy ạ. Đấy, gương chiếu hậu gập điện rồi nhé. Và chủ xe cũng đã độ lên là gương auto rồi đấy ạ. Đấy. Vô lăng cần số rất là đẹp đây. Đối với quý vị và bạn, vô lăng đã được tích hợp vô lăng bọc da này, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng. Và đồng hồ công tơ mét đây. Đối với quý vị và bạn, chiếc xe mới lăn bánh được 8.500.000 km. À xin lỗi quý vị và bạn, 8.500.000 km nha. Đấy, tức là có 8.500.000 km thôi quý vị và các bạn ạ. Đấy, và cái nội thất thì rất là đẹp. Nội thất rất là đẹp, rất là mới luôn. Chiếc xe này có thể nói là chiếc xe siêu lướt đấy ạ. Siêu lướt. Nội thất rất là đẹp này, kể cả là cái phần nội thất từ cái hàng ghế ngồi phía sau đấy ạ. Táp đi cánh cửa phía sau, bên lái cũng còn rất là mới. Rất là mới, rất là đẹp ạ, vì chiếc xe này mới lăn bánh được hơn 8.000 km thôi. Và đặc biệt là chiếc xe này có một mình bạn chủ xe đi thôi. Bạn chủ xe này cũng còn ít tuổi ạ. Và bạn chủ xe là giáo viên nhé quý vị các bạn ạ. Chúng tôi mua tại trường học của giáo viên này đang dạy cơ. À xin lỗi quý vị các bạn, là giảng viên của đại học ạ. Tôi lại nói là giáo viên. Đấy. Và chiếc xe này nếu như quý vị các bạn đến xem, tôi có thể cho quý vị các bạn xem trực tiếp mà tôi giao dịch với chủ xe tại trường học luôn nhé. Đấy. Đây là cái đồng hồ công tơ mét này. Chiếc xe mới lăn bánh được có 8.500 km thôi. Rất là đẹp, vô lăng cần số này. Vô lăng này, cần số rất là đẹp, rất là mới. Và xe cũng đã được trang bị từ gương chiếu hậu gập điện, tích hợp xi nhan trên gương, tức là tích hợp báo rẽ trên gương. Và khóa thông minh, đề nổ start stop này. Và màn hình, camera lùi, cảm biến lùi. Và cái màn hình này là màn hình nguyên bản theo xe, rất là xịn quý vị các bạn nhé. Đấy, rất là xịn. Vì sao tôi nói rất là xịn ở đây là đã tích hợp camera lùi là chuyện bình thường rồi này. Nghe nhạc bằng USB này. Đây là cái phần này là phần nghe nhạc bằng USB nhé. Hoặc AUX này. Và có cả bản đồ này. Bản đồ này, dẫn đường này. Và cái phần bản đồ dẫn đường này nó rất là thích này. Nó rất là thích ở cái chỗ là nó có cả báo hạn chế tốc độ này. Quý vị và các bạn đang đi trên cung đường mà cho chạy bao nhiêu thì cái bản đồ nó sẽ tự động mới nhắc. Cho nên là quý vị và các bạn không bao giờ sợ bị bắn tốc độ nhé. Nếu như mà
đi cái là tự cái bản đồ này nó sẽ nhắc chạy bao nhiêu đấy, và nó nhắc bằng không những bằng hình ảnh hiển thị tốc độ lên trên đây, và nó còn nhắc bằng âm thanh, có cả tiếng còi báo để mình biết là không được chạy quá tốc độ đấy, rất là hay ở cái chiếc xe Hyundai Grand i10 này đấy ạ. Và cái đây là cái phần trần đây, trần rất là sạch sẽ, quý vị các bạn xem này, rất là sạch sẽ, rất là mới vì chiếc xe này đi quá ít đấy ạ. Đấy, chưa chạy hết rốt đa luôn đấy ạ. Đấy, rất là mới, rất là đẹp, từ táp lô táp bi cho đến những cái phần nội thất hàng ghế ngồi phía sau này. Hàng ghế ngồi phía sau này thì gần như là còn chưa được sử dụng luôn ạ, chưa có người ngồi luôn ạ. Chủ xe đi thường là đi dạy học có mình thôi. Đấy, đây là cái phần cốp sau này. Đây, một số phần ví dụ như phần này còn chủ xe còn chưa bóc ni lông hết đây ạ, quý vị các bạn này, vẫn còn ni lông chưa bóc hết này. Đấy, quá là mới luôn đấy ạ, rất là đẹp này. Lốp xưa cua cũng còn chưa hạ, tuy nó có hơi bẩn một chút là do chúng tôi vừa mới mua về, chưa có dọn dẹp, chưa có rửa ráy gì thì nó hơi bẩn một chút thôi, chứ còn rất là mới, rất là đẹp xe đấy. Và đây là chiếc táp vi cửa phía sau bên phụ này, cũng còn rất là đẹp luôn nhé, chưa có lau dọn gì cả thì nó hơi bẩn một chút này, nhưng mà cơ bản nó rất là đẹp. Và đây là chiếc táp bi cửa phía trước bên phụ này. Táp bi cửa phía trước bên phụ rất là mới, rất là đẹp này. Và chủ xe cũng đã rất là cẩn thận là ốp thêm cái phần inox ở cái bậc cửa này để chống xước đấy. Đấy, chưa có một cái vết xước nào đây luôn. Đấy, vì đã có ốp chống xước rồi. Cả bốn bậc cửa luôn đều có ốp chống xước luôn. Đấy, cả một cái bộ này mà chủ xe lắp thêm đấy. Cho nên là quý vị và các bạn này, yên tâm luôn là chiếc xe này mà mua về thì không khác gì một chiếc xe mới đâu ạ. Và những chiếc xe như thế này thì quý vị và các bạn bây giờ nếu như mua xe mới này, ngoài cái tiền đăng ký ra, rồi quý vị và các bạn phải lắp thêm những cái phần ốp này này, đây, những ốp bật cửa này, rồi những cái phần ốp tay nắm cửa này, về che mưa này, rồi đến dán kính phim cách nhiệt, kính hay còn gọi là phim cách nhiệt ở những cái kính này đây ạ. Đấy, nếu như mua xong một chiếc xe gần như những cái phần lắp thêm này thì quý vị các bạn không hay để ý đến, nhiều xe là lắp thêm phải đến 20-30 triệu đồng đấy. Mua xong một chiếc xe này ngoài cái tiền đăng ký ra còn lắp thêm 20-30 triệu đồng. Nếu như quý vị các bạn mua những chiếc xe cũ, mua những chiếc xe cũ thì là được tiết kiệm luôn được những cái phần đấy luôn đấy ạ, được cái phần mà chủ xe người ta lắp thêm, người ta không bao giờ người ta lấy lại đấy ạ, mà bán xe nó ở theo xe luôn đấy ạ. Đấy, và chiếc xe này thì còn rất là mới đây quý vị các bạn ơi, một số chỗ còn chưa bóc ni lông hết nhé quý vị các bạn này. Đấy, về cái phần nội thất này này rất là mới luôn, nhiều chỗ còn chưa bóc ni lông cơ. Nội thất rất là đẹp, ngoại thất cũng rất là đẹp rồi, thì sau đây tôi sẽ mời quý vị các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe nhé. Thưa với quý vị và các bạn, đây là cái phiên bản Grand i10 1.2 thì là Hyundai cũng đã trang bị cho chiếc xe này là một cái khối động cơ xăng 1.2 lít ạ. Và chiếc xe này thì chúng tôi cũng vừa mới mua về là chúng tôi để nguyên bản, nó chưa có dọn xe, chưa có rửa ráy gì cả, cho nên là nó cũng còn hơi bẩn một chút ạ. Vì chiếc xe này để ở trong tầng hầm của khu chung cư cũng hơn 1 năm rồi, tính ra mỗi một tháng chỉ sử dụng có mấy ngày thôi, chứ còn là còn để là chính, cho nên nó bụi bẩn đấy, để bụi bẩn ở trong cái phần động cơ này, nó bụi bẩn là tôi cũng để nguyên vì nó còn nguyên bản hết đấy các bạn này. Và cái động cơ này thì chúng tôi cam kết với quý vị các bạn, thứ nhất là không bị tai nạn, không bị ngập nước, còn nguyên bản hết quý vị các bạn nhé. Tất cả những cái ốc này còn nguyên bản hết, còn bảo hành tại hãng nữa. Nếu như mà là quý vị các bạn không tin, quý vị các bạn đến cửa hàng chúng tôi sẽ cùng quý vị các bạn ra đăng ký để check luôn chiếc xe này. Thứ nhất là chúng tôi cam kết về chiếc xe này là đồng hồ công tơ mét nguyên bản, máy móc nguyên bản, chưa có bị đâm rụng hay chưa có bị va chạm. Đấy là chúng tôi cam kết với quý vị các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn ạ.
Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Grand i10 2019 siêu lướt này thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ ngay với số hotline của ô tô 360 chúng tôi dưới góc dưới phía bên phải màn hình của quý vị và các bạn đấy ạ. Đó là số 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Hyundai Grand i10 siêu lướt 2019 này ạ. Thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 395 triệu đồng. Vâng, thưa với quý vị và các bạn vẫn được hỗ trợ trả góp may tối đa lên đến 70% giá trị của xe với lãi suất rất là ưu đãi trong vòng 6 năm cơ ạ. Đấy. Thì nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến những chiếc xe cùng phân khúc hạng A hoặc chiếc xe Hyundai Grand i10 này thì mời quý vị và các bạn hãy đến ngay cửa hàng chúng tôi để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Hyundai Grand i10 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin quý vị và các bạn hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều ạ. Đấy, nếu như mà quý vị và các bạn là mua chiếc xe này thì bây giờ thì về chất lượng thì nó không khác gì một chiếc xe mới là mấy ạ. Bây giờ quý vị và các bạn mà đi mua một chiếc xe Hyundai Grand i10 ở trong hãng mới tinh ra thì là giá nó cũng đã hơn 400 triệu đồng rồi. Cộng mới cái tiền quý vị và các bạn phải mất cái tiền đăng ký này. Và hơn nữa là quý vị các bạn mua xong lại phải lắp thêm một chút đồ giống như tôi vừa mới giải thích cho quý vị các bạn, vừa giới thiệu cho quý vị các bạn đấy ạ. Tất cả những chiếc xe ô tô mua ở trong hãng ra phần lớn là chúng ta đều phải lắp thêm một ít đồ, ít nhất là ví dụ như là trải sàn này, dán kính này, lắp thêm những cái bảo hiểm gương, đèn, vè, che mưa, linh tinh. Nói chung là một chiếc xe mà chúng ta dắt ra từ hãng mới cũng phải lắp thêm đồ vào đó cũng phải mất tầm khoảng độ 2 đến 30 triệu đồng. Vâng, thưa với quý vị bạn, đấy là những cái phần mà chúng ta được hưởng từ chủ xe cũ để lại chúng ta đấy ạ. Nếu chúng ta mua một chiếc xe cũ thì là những cái phần đấy chủ xe đã lắp rồi, chúng ta được hưởng luôn những cái phần đó, không phải mất phí đấy. Còn nếu như chúng ta mua xe mới là chúng ta hoàn toàn phải mất những cái tiền đấy. Nhiều người là cứ cho rằng bây giờ mua so với mua xe mới chẳng tiết kiệm được bao nhiêu, nhưng quý vị và các bạn đi mua xe mới xong rồi quý vị và các bạn sẽ thấy là nó sẽ tốn rất là nhiều, chứ không phải theo như mỗi một cái giá ở trong hãng báo là quý vị các bạn chỉ so với cái giá ở trong hãng thôi đấy. Tôi chia sẻ cái này là cái thật nhé, vì là khi quý vị các bạn mua xong rồi quý vị các bạn mới thấy đấy. Cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ạ. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.